Xin chào các bạn, như đã hứa với các bạn trong video trước thì ngày hôm nay mình sẽ đi mượn một số chiếc xe MTB để giới thiệu cho các bạn về hình dáng và cấu tạo cũng như là cách phân biệt các dòng xe MTB. Thì bây giờ mình đang có mặt ở quận 7, thì ở quận 7 có một cái shop xe đạp đó là Prime Plus, thì mình sẽ đến đây và mượn các cái dòng xe đó để giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn khi mà nhìn vào các cái dòng xe đó thì biết cái dòng xe đó thuộc cái dòng xe nào, nó sẽ có những cái đặc điểm gì để phân biệt. Bây giờ các bạn cùng đi với mình nha. Thì đầu tiên trước mặt mình đây đó là cái mẫu xe MTB XC. Thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra đối với cái mẫu xe này á, thì nó chỉ có trang bị một cái phuộc trước thôi. Phía trước hành trình phuộc XC dao động từ khoảng 80-100 cho đến 120mm. Về bộ truyền động thì XC thường sẽ trang bị 2 hoặc 3 dĩa trước và 7, 8, 9, 10 líp sau. Cái dải tốc độ của XC sẽ rất là lớn, tại vì dòng xe XC này sẽ dùng trong địa hình vừa leo vừa đổi dốc nhẹ, chủ yếu là leo nhiều, cho nên cái dải tốc độ cần phải nhẹ để hỗ trợ người lái có thể đạp ở các cái cung đường leo dốc. XC sẽ dùng trong các địa hình băng đồng, vượt đá và các cái chướng ngại vật nhẹ, cho nên XC sẽ không có cần trang bị phuộc sau, chỉ cần giảm chấn ở phía trước là đủ. Cái việc mà không trang bị phuộc sau sẽ giúp cho cái tốc độ người đạp sẽ tăng lên rất là nhiều so với là trang bị phuộc sau, tại vì một phần đạp của mình sẽ bị hấp thụ vô phuộc sau. Đây là dòng xe MTB 12. Để phân biệt được cái dòng xe này thì các bạn nhìn vào cái phuộc trước của 12 dao động vào khoảng 120 đến 140mm. Và trail thì sẽ thường sẽ trang bị hai phuộc, phuộc trước và phuộc sau. Trail sẽ dùng trong các địa hình leo dốc cũng có, nhưng mà đổi dốc thì sẽ nhiều hơn. Tức là kết hợp hai cái, leo khoảng 40% và đổi dốc là khoảng 60%. Phuộc sau sẽ giúp cho trail đáp ứng được các cái địa hình đổi dốc và các cái địa hình nặng hơn là sử dụng XC. Nhưng mà về mức độ leo thì trail sẽ không bằng XC. Về bộ truyền động thì trail trang bị một dĩa trước và 9, 10, 11 dĩa líp sau. Về dĩa trước thì cũng có một cái phần giữ líp ở đây, giữ dĩa ở đây để cho trong quá trình mà va đập xe gặp các cái chấn động trên đường thì xích sẽ không có văng ra khỏi dĩa. Đó là cái dòng xe trail. Tiếp theo của cái dòng trail đó là cái dòng All Mountain hay còn gọi là Enduro. Đây là một cái dòng mà phát triển rất là nhiều cái bộ môn thi đấu. All Mountain Enduro đúng nghĩa là xe đạp địa hình mà thường thì người ta sẽ chở lên trên núi và các rider sẽ bắt đầu thi đấu trên địa hình ở trên núi. All Mountain Enduro và cái phuộc á, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phuộc của cái dòng xe này rất là hầm hố. Cái phuộc của nó dao động từ khoảng 140, 150, 160, 170mm. Về bộ truyền động thì Enduro chỉ trang bị một dĩa thôi. Và dĩa của nó thì các bạn có thể thấy ở đây. Ở đây thì có trang bị thêm cái phần là tăng xích nữa. Tăng xích này sẽ giúp cho xe cực kỳ ổn định khi mà vào các địa hình drop thì xích nó sẽ không có văng ra khỏi dĩa. Về phuộc sau của Enduro thì cũng dài hơn phuộc sau của dòng trail, sẽ giúp cho người lái người ta có cảm giác là êm hơn khi mà đã drop ở những cái độ cao lớn, thì cái phuộc này sẽ giúp cho người lái êm hơn. Nói về mức độ leo thì đương nhiên là sẽ ít ai dùng cái dòng xe này để leo, nhưng mà vẫn có. Về leo thì đương nhiên cái dòng xe này nó sẽ không lợi hại bằng trail và XC rồi. Dòng này thì sẽ thiên về độ là nhiều hơn. Tất nhiên leo vẫn có vì hỗ trợ bộ truyền động líp sau, nhưng mà leo chỉ là leo một cái đoạn dốc nào đó ít thôi, chứ không có hỗ trợ leo nhiều. Về leo thì hai dòng xe kia là sẽ có lợi thế hơn so với dòng xe này. Dòng xe này phù hợp cho các địa hình là khoảng 20% leo và 80% là độ. Đó là dòng xe All Mountain Enduro. Enduro Mountain thì sẽ nặng hơn so với XC và Trail, tại vì cái phuộc dài hơn, cái phuộc trước có trọng lượng lớn hơn. Các cái phanh của All Mountain Enduro cũng có kích thước lớn hơn so với hai dòng xe kia, cho nên dòng xe này có sẽ có trọng lượng nặng hơn. Nhưng mà dòng xe này có mức độ hoạt động ổn định hơn, đầm hơn so với hai dòng xe trước. Còn một cái mẫu xe cuối cùng là Downhill, thì ở đây không có Downhill. Mà mình nhớ là anh bạn mình thì có một chiếc Downhill. Chắc là ngày mai hoặc là ngày mốt mình sẽ chạy qua chỗ anh bạn mình để mượn chiếc xe Downhill này, giới thiệu cho các bạn biết Downhill là như thế nào và nó có hình dáng ra sao.